đội tuyển Italia tới Đức với tham vọng đoạt chức vô địch châu Âu lần thứ ba trong lịch sử. Tuy vậy không nhiều chuyên gia cho rằng đội bóng của huấn luyện viên Luciano Spalletti có thể thực hiện được điều này. Thực tế việc phải chật vật mới vòng qua vòng loại Euro 2024 là một trong những lý do lớn nhất khiến Ajuri không thực sự được đánh giá quá cao. Tín hiệu lạc quan là đội bóng của Spalletti đã không để thủng lưới bàn nào trong 317 phút thi đấu gần nhất bao gồm trận hòa không, không với Thổ Nhĩ Kỳ và chiến thắng một, không trước Bosnia-Herzegovina trong hai trận giao hữu trước giải đấu. Do vậy sẽ không bất ngờ nếu Italia sẽ tiếp tục giành chiến thắng ở trận tới, nhất là khi Albania lại là đối thủ mà đoàn quân Áo Thiên Thanh đã đánh bại cả trong bốn lần gặp nhau trước đó. Đó là chiến thắng một, không trong trận giao hữu ở Genoa năm 2014, tiếp theo là chiến thắng hai, không và một, không ở vòng loại World Cup 2018. Lần chạm trán gần đây nhất của họ chứng kiến Ajuri thắng trận giao hữu ở Tirana 3-1 vào tháng 11 năm 2022 nhờ các bàn thắng của Giovanni Di Lorenzo và Vincenzo Grifo 2. Về phần mình, Albania đang được xem là một hiện tượng khi đứng đầu bảng đấu của mình ở vòng loại Euro 2024 để có vé thẳng sang Đức. Tuy nhiên với việc nằm cùng bảng với các đối thủ quá mạnh, e là Albania sẽ sớm phải chia tay giải đấu ngay từ vòng bảng. Thực tế đây mới là lần thứ hai Albania góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu sau lần đầu tham dự vào năm 2016 tại Pháp. Thế nên việc họ thất thế trước các đối thủ ở bảng B cũng là điều mà nhiều người có thể dự đoán. Thông tin trận Italia và Albania, Albania không thua với cách biệt nhiều hơn một bàn, Italia được đánh giá cao hơn là điều dễ hiểu, trong quá khứ họ cũng từng thắng Albania trong cả bốn lần gặp nhau. Tuy nhiên, khoảng cách giữa hai đội không phải quá lớn ở thời điểm hiện tại, điều đó đã được chứng minh sau thành tích ở vòng loại. Albania hiện đang có phong độ tốt, họ hứa hẹn sẽ gây nhiều khó khăn cho đoàn quân áo thiên thanh. Tối đa hai bàn, hàng thủ Italia tỏ ra rất chắc chắn trong những trận đấu gần đây, trong khi Albania không có những cầu thủ tấn công xuất sắc. Khả năng đội bóng của Sivigno ghi bàn là không cao, nhưng Italia sẽ có một trận đấu không hề dễ dàng và cũng không dễ để họ có thể ghi nhiều hơn một bàn vào lưới đối phương. Ít nhất 8 tình huống phạt góc, dưới thời Luciano Spalletti, Italia tấn công biên rất nhiều, tốc độ lên bóng của họ cũng được cải thiện đáng kể. Vì thế mà cả 6 trận gần nhất của họ đều xuất hiện ít nhất 9 tình huống phạt góc. Ngoài ra cả 4 lần đụng độ giữa hai đội trong quá khứ cũng đều có trên 8 tình huống phạt góc.